Một lần nữa xin cảm ơn sự trở lại của quý khán thính giả và sau đây là phần tin châu Á. Bản tin đầu về châu Á nói đến những cuộc biểu tình đòi cải tổ chế độ quân chủ bùng lên trở lại ở Thái Lan. Phong trào thanh niên ủng hộ cải tổ chế độ quân chủ và hiến pháp đã bùng lên trở lại trong những ngày gần đây. Tối hôm ngày 13 tháng 2 vừa qua, hàng trăm người biểu tình đã tập hợp tại khu tượng đài Dân chủ Bangkok gần với Hoàng cung để yêu cầu chính quyền thả 4 nhà lãnh đạo của họ đang bị giam giữ vì tội khi quân. Những người biểu tình đã phủ lên tượng đài một tấm vải màu đỏ và kêu gọi hủy bỏ luật khi quân. Xô xát đã nổ ra với cảnh sát và báo chí Thái Lan đưa tin là lực lượng an ninh đã bắn đạn thật. Tiếng súng nổ, tiếng gạch đá rơi và mùi xăng nồng nặc. Tình hình rất hỗn loạn ở khu vực gần Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, xung quanh tượng đài Dân chủ đầy tính biểu tượng. Người biểu tình đã tập hợp tại đây để đòi chính quyền trả tự do cho 4 lãnh đạo của họ bị bỏ tù vì đã công khai đề cập đến chế độ quân chủ trong các cuộc biểu tình trước. Vào khoảng 8 giờ tối thì cảnh sát đã ra lệnh cho đám đông phải giải tán, nhưng vài trăm người biểu tình kiên quyết không chịu rời đi nếu không được yên tâm về số phận của đồng đội, và xô xát đã bùng nổ với lực lượng an ninh. Một người biểu tình cho biết: "Vừa rồi chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tôi thực sự rất sợ vì không biết nó đến từ đâu, cũng như loại vũ khí đó là gì. Tôi thấy một số người bị thương, trong đó có một cảnh sát. Hy vọng đó chỉ là những viên đạn cao su." Nhưng những người biểu tình không chịu giải tán. Truyền thông Thái Lan đưa tin về việc sử dụng đạn thật. Trong số người bị thương có cả cảnh sát lẫn người biểu tình. Những người đã cam đoan là sẽ tụ tập vào mỗi cuối tuần và gia tăng mức độ bạo lực của các cuộc biểu tình ngày nào mà lãnh đạo của họ không được thả. Bản tin kế tiếp nói đến là lục quân của Nhật Bản sẽ trang bị tàu vận tải để đề phòng Trung Quốc chiếm các đảo. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, tức là lục quân, sẽ được trang bị 3 tàu vận tải vào năm 2024, dùng cho các đơn vị đóng quân trên các hòn đảo xa xôi ở phía Tây Nam. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm 14 tháng 2, một số nguồn tin chính phủ đã cho biết như trên và cho biết kế hoạch đó nằm trong nỗ lực đối phó với việc Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát cũng như các tiềm lực quân sự. Theo nguồn tin được hãng tin Kyodo trích dẫn, đó sẽ là lần đầu tiên mà lục quân Nhật Bản được trang bị tàu vận tải trong bối cảnh lực lượng này đang nâng cấp khả năng phản ứng trước các thách thức an ninh mới. Trong đó có việc Trung Quốc bành trướng thế lực trên biển, chung quanh quần đảo Nensei của Nhật Bản, một chuỗi đảo trải dài ở phía Tây Nam tới Đài Loan. Với 3 chiếc tàu sẽ được đóng và triển khai, Nhật Bản đặt mục tiêu cung cấp ổn định đạn dược, nhiên liệu và lương thực cho quân đội đồn trú trên các hòn đảo xa nói trên. Một trong 3 chiếc tàu sẽ có kích thước trung bình, với lượng giãn nước khoảng 2.000 tấn, nhỏ hơn nhiều so với tàu Osumi trọng tải 9.000 tấn của Hải quân Nhật. 2 chiếc còn lại sẽ có lượng giãn nước khiêm tốn hơn, chỉ khoảng 400 tấn. Tin về Miến Điện thì quân đội của Miến Điện tạm giam bà Aung San Suu Kyi thêm 2 ngày và người dân vẫn tiếp tục biểu tình. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, người dân Miến Điện vẫn tiếp tục xuống đường đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. Bà đã bị bắt từ ngày 1 tháng 2 vì tội tàng trữ máy điện nhập khẩu trái phép. Lẽ ra nhà lãnh đạo Miến Điện phải ra trình tòa hôm 15 tháng 2 vừa qua, nhưng một thẩm phán thông báo sẽ tạm giam thêm 2 ngày đến ngày hôm nay là ngày 17 tháng 2. Trên khắp nước Miến Điện thì người dân vẫn tiếp tục biểu tình phản đối đảo chính vì không muốn sống dưới một chế độ độc tài quân sự như trước kia và muốn thiết lập một nhà nước liên bang thực thụ, nơi mà mọi công dân bất kể sắc tộc nào đều được đối xử công bằng. Theo nhà đấu tranh trẻ tên là Esther Jenon, khi trả lời hãng tin Reuters tại Rangoon thì đã cho biết như vậy. Tuy nhiên thì theo quan sát của hãng tin AFP, dường như số người xuống đường ít hơn so với những ngày trước sau khi tập đoàn quân sự gia tăng trấn áp và bắt giữ vào ban đêm. Sáng hôm 15 tháng 2 thì nhiều xe tăng và xe bọc thép đã được đưa ra ở thủ phủ kinh tế Rangoon. Một phóng viên của đài AFP đã nói: "Sáng nay tại Rangoon, ngày biểu tình thứ 10 liên tiếp chống quân đội đảo chính bắt đầu. Người biểu tình tập trung đông trước cửa nhiều tòa đại sứ các nước phương Tây và tại những điểm tập hợp thường lệ. Một bản tin khác về Campuchia. Chính quyền Campuchia đã hủy bỏ tập trận quân sự với Trung Quốc. Hồi đầu tháng này, chính phủ Campuchia đã ra quyết định không tập trận với Trung Quốc. Theo thông báo là họ đình chỉ cuộc tập trận quân sự kéo dài 2 tuần vào tháng 3 với lý do là cần cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Cuộc tập trận mang tên là Rồng Vàng Golden Dragon dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 3 và sẽ có sự tham gia của khoảng 3.000 quân Campuchia cũng như Trung Quốc. Các hạng mục huấn luyện chung bao gồm diễn tập bắn đạn thật, cách thức sử dụng xe tăng và các thiết bị rà phá bom mìn. Bộ trưởng Quốc phòng của Campuchia là Chi Bang cho biết cuộc tập trận Rồng Vàng thường niên lần thứ tư năm nay sẽ bị hủy bỏ do các trận đột lớn vào cuối năm đã tàn phá cơ sở hạ tầng và nguồn cung cấp lương thực của đất nước, bên cạnh đại dịch Covid-19 và một số vấn đề khác mà chính phủ Campuchia đang phải đối mặt. Ông nói, chúng tôi phải giải quyết những khó khăn trong nước, lũ lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh kế của người dân. Vì vậy, chúng tôi đã buộc phải đình chỉ cuộc tập trận quân sự. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình đã cho biết, rất có thể chính phủ Campuchia muốn cho thế giới biết rằng họ không phải là tay sai của Bắc Kinh. Và vì lý do đó, họ đã hủy bỏ cuộc tập trận với Trung Quốc. Bản tin vừa qua đã chấm dứt phần tin châu Á, thưa quý vị. Sau phần thông tin thương mại, mời quý vị trở lại một lần nữa để nghe thêm 1-2 tin về Việt Nam với những tin như sau. Lời chúc Tết bằng tiếng Việt của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã gây thích thú. 21 tỉnh và thành phố đã cho phép học sinh ngừng đến trường sau Tết vì dịch Covid-19.